Ok, so bây giờ mình sẽ xong cái đó nha. Vân sẽ có một cái bài để chia sẻ cho tất cả mọi người. Vân chào cả nhà. Hôm nay là Chị ngày 4. không muốn gì, chị không muốn giơ tay lên lại rút xuống. Đợi Vân chút xíu nha. Hôm nay là ngày 4 tháng 10. Vân cũng khá là lâu không có nói pháp trực tiếp với các bạn. Thì hôm nay là mình có một số vấn đề là cần là share với các bạn, chia sẻ với các bạn. Và một lần nữa là Vân hay nhắc đi nhắc lại là Vân không phải là người nói pháp các bạn nhé. Vân chỉ là chia sẻ những cái kinh nghiệm tu tập của mình, những cái gì mà Vân biết thì Vân chia sẻ là thôi, chứ Vân không phải là giống như quý thầy, Vân không phải là người xuất gia, Vân không nói pháp, cho nên là các bạn nghe được thì các bạn ok, còn các bạn không nghe được thì các bạn đừng có phỉ báng, thì các bạn phỉ báng các bạn sẽ mang nghiệp mang tội, thì Vân không muốn điều đó xảy ra. Và một thời gian gần đây thì Vân có rất là nhiều cái ca nói về tâm linh, thỉnh mời quán gia, thì có rất là nhiều bạn liên lạc với Vân muốn được thỉnh mời, nhưng mà cái rất là quan trọng là không phải ai Vân cũng làm được và không phải ai Vân cũng có thể thỉnh ra được hết các bạn nhé. Vân muốn các bạn phải tu tập, và khi các bạn tu tập tinh tấn rồi, ở đâu cũng vậy, bắt đầu từ sự tu tập của mình. Và khi Hương ơi, em khóa cái máy bên em giùm chị nhé. Và khi mà mình tu tập tinh tấn rồi đó, thì tự nhiên Vân làm việc rất là dễ các bạn. Nếu mà đủ duyên thì mình sẽ có thể giúp các bạn một cách rất là dễ. Bây giờ thì có khá là nhiều bạn liên lạc với Vân, nhắn tin Vân, và Vân chưa có đủ thời gian và chưa đủ duyên để liên lạc lại các bạn. Và nếu như các bạn mà chưa thấy Vân trả lời thì các bạn cũng thông cảm với Vân, hoặc là nhắn tin trong chưa thấy tin nhắn nó trôi đó thì các bạn có thể nhắn tin lại, hoặc là liên lạc với Phú Sưng. Phú Sưng là một trong những người đang hỗ trợ Vân trong cái việc thỉnh mời Vân Linh. Và Vân thật sự có một số bạn nói là cũng có người này nói người kia nói là bây giờ nó làm cái chuyện đó nữa hả. Thật sự ra Vân không có phải là muốn làm cái chuyện này các bạn nhé. Cho nên là các bạn nào mà đó là lý do mà Vân để là không tin đừng xem nha. Và những cái video này Vân không có upload lên hết cho các bạn, không có để lên hết trên mạng cho các bạn đâu. Vân có một cái nhóm ẩn, và nhóm ẩn này sẽ cho biết Vân làm việc như thế nào trên Facebook. Nếu mà các bạn nào thật sự tin thì Vân sẽ cho các bạn vào nhóm. Còn nếu các bạn không có tin thì các bạn không có nên vào. Phỉ báng thì bạn sẽ mang nghiệp. Và dĩ nhiên Vân làm tất cả vì chúng sanh, vì mọi người, chứ không có phải là lợi lạc gì cho bản thân của mình hết. Có nhiều lúc mình làm mình cũng rất là đuối, nhưng mà không có sao, nếu mà mình làm lợi lạc cho người khác thì Vân sẽ cố gắng hết sức. Và vì cái đó là sứ mệnh của mình, và mình biết là mình được ơn trên cho mình một cái sứ mệnh, và mình sẽ hoàn tất rất là giỏi, rất là xuất sắc, tận hết khả năng của mình. Và những gì Vân làm Vân đều có bạch qua Phật và Bồ Tát hết. Nếu mà tin con thì hãy giúp con, cho con làm đúng như lý như pháp, đúng chánh pháp các bạn nhé. Và nếu ai mà cảm thấy có thể giúp Vân một tay thì Vân cũng đang cần rất là nhiều nhân lực để có thể giúp Vân làm nhiều việc hơn nữa trong thời gian tới. Ok, không biết là bạn nào trong Zoom mình có câu hỏi hay không về bên tâm linh, hay là các bạn có muốn đóng góp gì thì Vân mời các bạn. Và có một số người dĩ nhiên là không phải ai cũng tin hết 100% các bạn. Thậm chí bản thân Vân cũng còn nghi ngờ mà. Hôm qua thì Vân mới rõ ràng những gì mình làm là chắc chắn có thật. Cho nên Vân mới rất là mạnh dạn để bữa nay chia sẻ cho các bạn. Mình làm, thật sự mình không biết gì sao mình làm. Thật luôn. Mình làm là tại vì mình thấy, mình cảm được chúng sanh đang rất là khổ, càng đang cần mình, đang cầu cứu mình. Thì mình làm, và mình làm với một cái tâm thành, một cái tâm tha thiết, với một cái lời phát nguyện của mình, thì mình được cái sự hướng dẫn của ơn trên cho mình làm. Và Vân vẫn còn nghi ngờ là những gì Vân làm không biết là có lợi lạc cho họ hay không, không biết là họ có vãng sanh được hay không, không biết là họ có thể về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà được hay không. Và
lúc mà Vân được cái điển này, Vân làm, Vân có thỉnh ý một vài vị thầy mà Vân coi coi là y kỹ sư, cũng không phải là gọi là y kỹ sư nhưng mà rất là thân, và cũng rất là cũng cùng cộng tu với Vân. Nhưng mà khi mà Vân hỏi thì họ lại, Vân cảm được họ không tin, cho nên Vân ngưng tại đó. Có nghĩa là không phải ai cũng tin cái vấn đề này. Bản thân Vân cũng là vẫn nghi ngờ, không biết là mình đưa họ đi như vậy họ có vãng sanh được hay không. Và Vân đã từng hỏi bản thân của mình nhưng mà không có một câu trả lời. Thì hôm qua Vân nhận được một cái điển là Vân đã có câu trả lời cho chính mình rồi. Và trong thời gian tới Vân sẽ làm nhiều hơn nữa, khá là nhiều hơn nữa. Và Vân cầu nguyện cho Vân có cái sức khỏe để Vân có thể làm điều đó. Và Vân biết là rất là nhiều người con Phật của mình đang cũng muốn làm được giống như Vân, và các bạn cũng có thể làm. Với điều kiện các bạn phải muốn làm thì mình mới làm được. Cái mà Vân làm trước đây khi Vân không biết cái gì đó, Vân chỉ cầu nguyện thôi, là tất cả những cái gì mà con làm là con cầu mong là đúng theo chánh pháp, chứ không có đi lệch vào chánh pháp và lợi lạc cho chúng sanh. Và Vân cầu nguyện là Đức Phật A Di Đà, Quán Thế Bồ Tát luôn ngự trụ trong con để con làm điều gì đó là điều Ngài muốn con làm, để con nói điều gì đó là điều Ngài muốn con nói, để con nghĩ điều gì đó là điều Ngài muốn con nghĩ. Con luôn nói năng suy nghĩ hành động theo chánh pháp, luôn luôn làm lễ cho chúng sanh. Xin quý vị, xin quý Ngài dẫn đường chỉ lối cho con để con có thể làm được theo cái tâm nguyện của mình. Và bây giờ Vân không biết, Vân cũng nhiều lúc Vân cũng không biết Vân làm cái gì, nhưng mà thật sự Vân được xác nhận hôm qua là Vân làm theo đúng chánh pháp, và những vong linh mà Vân siêu họ họ đã vãng sanh, thật sự vãng sanh, và họ về cho Vân biết. Cho nên Vân mới có niềm tin mạnh mẽ 110% luôn, là hết mình, hết lòng, hết dạ, và tu tập rất là tinh tấn để có thể giúp hàng ngàn hàng vạn chúng sanh ngoài kia đang cần mình giúp trong khả năng của mình, thì mình sẽ tận hết sức các bạn. Và dĩ nhiên là các bạn nào mà có những cái ca đặc biệt đó, giống như là dông nhập hay là những cái ca mà mình cảm thấy là quá là đặc biệt, thì các bạn cũng có thể liên lạc gấp với Vân. Còn như mà các bạn tu mà các bạn vẫn còn khổ, đó là các bạn cái nghiệp của mình thôi. Cái quan trọng là mình phải tu, mình mới chuyển được cái nghiệp của mình. Tu không không đủ, phải phát cái tâm bồ đề, cái tâm từ bi, cái tâm cứu độ tất cả chúng sanh đây kìa. Và làm phước từ thiện, bố thí, cúng dường, phóng sanh, làm nhiều chuyện thiện thì các bạn nó mới hỗ trợ cho cái lực của các bạn. Tại sao mà nói là Vân có thể làm được chuyện này? Vì Vân đã làm rất là nhiều những cái chuyện đằng sau hậu trường rồi, mình không phải nói kể, nhưng nhờ những cái chuyện đó thì mình mới được như thế này, mình mới làm được những cái mình mong muốn. Và vì cái tâm của mình luôn luôn nghĩ về chúng sanh, luôn luôn muốn làm Phật sự, luôn luôn muốn cống hiến cho Phật pháp, cho chúng sanh, cho nên mới cảm được tâm chư Phật chư Bồ Tát. Và ai cũng có thể làm được giống như Vân hết các bạn, tất cả mọi người ai cũng có thể làm được hết, với điều kiện các bạn phải tin là có thật nhá. Rất là nhiều vị thầy Vân nói xin lỗi sám hối, cả đời xuất gia vẫn không tin có thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà, vẫn không tin mình có thể vãng sanh. Uổng quá, quá uổng. Tại sao cư sĩ tại gia có thể vãng sanh, còn người xuất gia thì cả đời đã hy sinh về đạo rồi, cả đời trong chùa nhưng vẫn không tin là có thể vãng sanh? Tu rồi kiếp sau tu nữa con ơi, làm gì có vụ đó. Phải tu thật là nhiều kiếp. Đức Phật Thích Ca đi kìa, còn tu biết bao nhiêu kiếp mới thành Phật kìa, chứ đừng nói chi con tu bây giờ khiều khiều một chút mà thành Phật. Thì bây giờ tu thì tu thôi. Nhưng hôm qua có cái ca về nói, đây là có thật nha, hôm qua có ca về nói nguyên một cái nhóm người tu về và nói là: cô Vân ơi, chúng tôi tu tập mỗi ngày rất là tinh tấn nhưng mà chúng tôi không có vãng sanh, chúng tôi không biết đi về đâu, và chúng tôi không biết là mình phải hồi hướng như thế nào và đi về đâu.
Mình nói vậy thì các cụ tu như thế nào? Thì nói là tôi có nguyên một cái nhóm tu của chúng tôi và niệm Phật tụng kinh với nhau đều đặn đều đặn đều đặn và không biết đi về đâu. Niệm Phật, hỏi niệm Phật gì? Niệm Phật A Di Đà. Nhưng các bạn nên nhớ là trong kinh A Di Đà có một nó y như rằng trong kinh A Di Đà gì đó, mừng các bạn tụng kinh A Di Đà các bạn phải tin. Đó là lý do tại sao mà trong cái nhu cầu của Vân mà các bạn muốn thỉnh vong linh ra đó thì các bạn phải đọc tụng 7 ngày liên tục kinh A Di Đà cho Vân. Đó là cái mà Vân muốn các bạn. Vì sao? Vân muốn cả bản thân của các bạn và vong linh trong người của các bạn, vong linh đang theo các bạn hiểu được thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà như thế nào, và phải có niềm tin với cái cảnh giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà, có niềm tin với Đức Phật A Di Đà. Tại sao mà Vân 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 nói những lời toàn là từ kinh Đức Phật A Di Đà ra không, kinh A Di Đà ra không? Và Phật A Di Đà rất là đơn giản các bạn. Thứ nhất là tin có cảnh giới ta, tin có cảnh giới ta. Thứ nhì là nguyện về nước ta. Thứ ba là niệm Phật tha thiết 10 niệm ta sẽ rước các ngươi đi. Rõ ràng y như rằng vậy đó. Vân rất là buồn vì các bạn tụng kinh A Di Đà, quý Phật tử, thậm chí quý thầy luôn, tụng kinh A Di Đà thuộc lào lào kinh A Di Đà luôn, nhưng mà không tin. Không tin thì làm sao các bạn đi? Và nhóm Phật tử đó nói tôi tụng kinh, tôi niệm Phật A Di Đà mỗi ngày trong biết bao nhiêu kiếp này rồi, tôi vẫn còn ở đây và tôi không biết tôi đi đâu. Và hên quá bữa nay tôi đúng là một cái duyên lành là tôi gặp được cô rồi. Cô ơi, tôi gặp được cô rồi. Cô ơi, cô đã dẫn đường chỉ lối cho tôi để chúng tôi biết đường đi về Tây Phương Cực Lạc. Và nguyên cái nhóm đó đều được siêu hết các bạn, đều được vãng sanh hết. Cho nên Vân kêu gọi các bạn đừng có để mình quá muộn như vậy. Mình phải tin sâu, nguyện thiết, hành trì. Và Vân đang làm y chang như kinh A-di-đà. Vân không có làm cái gì khác hết. Cái mà Vân nghi ngờ là không biết là những chúng sanh mà con đưa họ đi đó, theo cái tâm của con là con muốn họ vãng sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật A-di-đà, không biết là họ có đi được hay không. Thì cái câu trả lời của Quán Thế Bồ Tát là được con ơi, họ đã đi hết rồi. Cho nên là lời khuyên của Vân đến với các bạn, hãy tin tuyệt đối trong những gì mình làm. Tin đi rồi sẽ thấy. Đừng có nói tôi thấy rồi tôi mới tin. Có phước đâu mà thấy. Không có phước làm sao mà thấy. Tin đi rồi sẽ thấy. Và tất cả những gì Vân chia sẻ, thật sự ra có nhiều lúc Vân cái video này, Vân không biết Vân nói gì nữa các bạn. Và có thể là đây không phải là lời của Vân nói, Vân không biết. Khi trước khi Vân lên, Vân ngồi nói như thế này, Vân chia sẻ như thế này, Vân đều thắp nhang Đức Quán Thế Âm Thế, Vân đều thắp nhang Phật A Di Đà Quán Thế Âm. Hôm nay con muốn muốn con nói cái gì? Muốn con truyền đạt cái gì cho chúng sanh để chúng sanh lợi lạc? Cái tâm của con là con muốn cho chúng sanh hiểu được chánh pháp, tu tập theo chánh pháp và một đời này có thể vãng sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà trong một đời này và chỉ một đời này duy nhất thôi. Đó là cái tâm nguyện của con. Và bây giờ chuyện gì con cần phải làm? Bây giờ con sắp lên để con nói pháp. Và hoàn toàn Vân không có soạn bài, biết gì đâu soạn. Vân đâu có y kỹ sư, Vân đâu có biết cái gì đâu mà soạn. Và Vân nói là bây giờ muốn con nói cái gì? Ngài muốn con hôm nay truyền đạt cái gì? Và mọi người trong chúng ta ai cũng có thể làm được hết. Không phải một mình Vân đâu các bạn. Các bạn dùng cái tâm thành, cái tâm tha thiết đi. Và khi các bạn công phu á, thì các bạn sẽ được cảm. Chắc chắn các bạn sẽ được cảm. Quan Thế Âm Bồ Tát luôn đồng hành với mình. Các bạn có đau khổ, Ngài sẽ xuất hiện liền. Nhưng mà các bạn vì mình còn cặp mắt thường, mình không thấy. Không thấy được. Bởi vì mình chưa có đủ phước, phước mỏng quá. Công đức thì ít, phước thì mỏng, thì làm sao thấy được những cái chuyện ân trên, đúng không? Cho nên cái quan trọng mà Vân nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần là tu đi để giải cái nghiệp này. Bao nhiêu đời, đời này, bao nhiêu đời, nhiều kiếp mình đã làm quá là nhiều việc bất thiện rồi. Cho nên bây giờ kiếp này mình khổ đây nè.
tu để chuyển cái nghiệp mình đi. Chuyển cái nghiệp mình xong rồi mình tìm được an lạc hạnh phúc rồi mình cứu độ rất là nhiều chúng sanh ngoài kia đang cần mình đó các bạn ơi. Họ đang rất là cần mình luôn, là tại vì họ vô minh, họ các bạn có tin không? Nếu như các bạn không có tu đó thì cửu quyền thất tổ của mình đang còn bị đọa. Cảnh giới của họ y chang như cảnh giới của mình như vậy nè. Và nếu các bạn không hồi hướng công đức cho họ thì chuyện gì sẽ xảy ra? Họ sẽ vĩnh viễn ở trong cái cảnh giới ngạ quỷ. Cảnh ngạ quỷ như địa ngục nó rất 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 là khủng khiếp, và cái thời cái phải nói là cái tuổi thọ của họ nó dài lắm 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 các bạn. Và chỉ cần một câu A Di Đà Phật của các bạn thôi, các bạn có thể cứu được cảnh giới ngạ quỷ và địa ngục. Vẫn nhớ có một cái dông lên nói là tôi giết người, tôi đã giết, từng giết hai người và tôi đã bị đọa địa ngục. Nhưng mà tôi nghe ở đâu đó có một tiếng niệm Phật. Một tiếng niệm Phật. Và tôi theo cái tiếng niệm Phật đó mà tôi trốn ra được đây để tôi gặp cô Vân. Tôi trốn ra. Có nghĩa là một tiếng niệm Phật của các bạn nó có thể cứu một ai đó, một cảnh ngạ quỷ, một cảnh súc sanh, một cảnh địa ngục nào đó, họ đủ duyên với các bạn, họ sẽ nghe được cái tiếng niệm Phật của các bạn. Và mỗi lần các bạn niệm Phật hay công phu các bạn cầu nguyện trước khi các bạn niệm Phật là mong tiếng niệm Phật của con được đánh tan đau khổ của chúng sanh. Mong tiếng niệm Phật của con có thể truyền đến cảnh giới địa ngục. Mong tiếng niệm Phật của con có thể truyền đến cảnh giới ngạ quỷ. Mong tiếng niệm Phật của con có thể truyền đến cảnh giới tất cả những chúng sanh còn đang đau khổ trên hư không pháp giới này, cho họ được lợi lạc. Trước khi mình niệm Phật, trước khi mình công phu, thì cái tiếng niệm Phật của các bạn đó, mình nói lại, nguyện cho kẻ thấy người nghe đều phát tâm Bồ đề, hết một báo thân này vãng sanh về cực lạc. Và mình công phu. Khi đó thì chuyện gì sẽ xảy ra? Tiếng niệm Phật của các bạn, tiếng trì chú các bạn, nó sẽ ảnh hưởng đến cảnh giới ngoài kia. Địa ngục cũng có, ngạ quỷ, súc sanh. Và mong các quý vị nương vào tiếng niệm Phật của tôi, vãng sanh về cực lạc. Lợi lạc đó các bạn, họ được lợi lạc đó. Tin Vân đi, lợi lạc đó. Và công đức của các bạn là vô lượng luôn. Công đức vô lượng nhá. Cho nên tại sao Vân có cái buổi chia sẻ hôm nay, thứ nhất là Vân muốn các bạn tin tuyệt đối có cảnh giới cực lạc Đức Phật A Di Đà, tin tuyệt đối mình tu sẽ có Phật và Bồ Tát luôn đồng hành với mình, luôn sát cánh bên mình và sẽ giúp mình giải được cái nghiệp này. Tin tuyệt đối là các bạn tu, các bạn sẽ cảm hóa được những chúng sanh mà các bạn đã làm tổn thương. Và tin tuyệt đối là khi mình ra đi thì Đức Phật A Di Đà đến tiếp dẫn mình. Nói đi nói lại, nói vòng vòng cũng là một câu: tu đi, cố gắng tu tập đi, các bạn sẽ được cảm ứng. Vân đã từng hỏi cái câu này với Quán Thế Âm Bồ Tát. Chị Linh ơi, miêu bên chị giùm. Bằng cách nào con có thể thoát ra đau khổ? Bằng cách nào con có thể cứu độ chúng sanh? Ngài nói con cứ làm những gì con đang làm. Okay. Làm những gì con đang làm, con có thể cứu được hàng vạn chúng sanh còn đang cần con. Và sự mầu nhiệm nó sẽ đến với con. Đó là câu trả lời của Ngài. Và dĩ nhiên hôm nay Vân rất là hạnh phúc để chia sẻ những cái câu, những cái này cho các bạn. Nó vui giống như là không biết nói làm sao nữa. Không phải nói như thế nào. Người thế gian người ta nói vui giống như bắt được vàng đúng không? Không biết vàng như thế nào, không biết bắt được vàng như thế nào. Nhưng mà nó có cực kỳ vui các bạn. Khi mà các bạn đi đúng chánh pháp, các bạn làm được lợi lạc cho chúng sanh, thì các bạn vui lắm. Không biết có ai cảm giống Vân hay không? Không biết có ai
Không biết có ai mà tu tập mà cảm thấy là mình đang đang được cái sự che chở của ơn trên không? Đang được cái sự mầu nhiệm của ơn trên luôn che chở cho mình, luôn cùng đồng hành với mình không? Nếu có các bạn bấm số 1 giùm Vân nhé. Các bạn trong Facebook. Một số bạn nhắn tin cho Vân: chị Vân ơi, em tụng kinh, em tu tập một thời gian lâu rồi, nhưng em vẫn khổ, không biết có thật hay không nữa. Không biết Bồ Tát có nghe em nói hay không. Tại sao em kêu Ngài hoài mà Ngài không xuất hiện? Tại sao em vẫn khổ, em tu mà em vẫn khổ? Các bạn chưa có thật sự có niềm tin. Câu trả lời của Vân là vậy đó. Chưa có niềm tin. Các bạn khổ, các bạn cứ tu đi. Mình sẽ làm thật tốt những gì mình cần làm. Niềm tin tuyệt đối có Phật và Bồ Tát sẽ luôn gia hộ cho mình, với điều kiện mình phải cần làm, mình phần cần đi thì mình mới tới, đúng không? Đâu có ai khi mình nói đâu, mình đi thì mình mới tới, có nghĩa là mình phải làm thì mình mới đạt. Thì chuyện mình cần làm thì mình cứ làm, tu tập công phu, làm nhiều chuyện thiện, làm nhiều công đức phóng sanh từ thiện bố thí cúng dường, làm tất cả những chuyện lành có thể, và tu tập mỗi ngày làm thật tốt những gì mình cần làm, và chuyện còn lại để Phật và Bồ Tát làm đi. Đó là chuyện của Ngài, chuyện của con là con sẽ làm thật tốt, và những gì con muốn là như thế này nè. Lý do tại sao con tu. Và một cái nữa các bạn để ý, đừng tu và hồi hướng với một cái tâm ích kỷ là con chỉ muốn cho gia đình con thôi, con muốn được giàu có, con muốn được hạnh phúc, con muốn được sung sướng, con muốn được sức khỏe, con muốn cho con và gia đình của con, chồng con tên gì, con tên gì, cha mẹ con tên gì, và chỉ có hồi hướng cho cái gia đình nhỏ của mình thôi. Đó là cái tâm khá là ích kỷ. Làm sao cảm? Vân nhớ Vân tu tập cái lúc mà Vân khổ tận cùng khổ đó, là Vân tu, Vân buông tu. Vân hỏi các bạn, lúc mà các bạn khổ nhất các bạn tu bao nhiêu? Và các bạn dùng cái tâm thành của mình bao nhiêu? Vân buông hết. Vân buông hết, Vân tu các bạn. Và Vân tu một cách rất là tha thiết, giống như là cầu cứu: mẹ ơi cứu con với, mẹ ơi con rất là khổ, con không còn đường binh nữa, con không biết làm sao để con thoát ra cái cảnh nạn này. Cứu con với, cứu con với, cứu con với mẹ ơi. Một cái tâm tha thiết, tha thiết, tha thiết như vậy, làm sao cha mẹ mình không đến được. Và lúc đó mình không nghĩ tới cái thân của mình nữa, mà mình chỉ nghĩ là cái tâm của mình làm sao để cảm được Phật, để Phật có thể cứu mình. Hai cái đầu gối nó chảy máu hết, lại Phật, Vân rất là mê lại Phật, mà mình cũng không biết luôn, sưng hết, chai hết, không biết luôn. Trì chú ngồi bao nhiêu ngày, từ sáng tới chiều luôn, không ăn, quên ăn luôn, cũng không biết mình đói bụng luôn. Niệm Phật trì chú, làm tu tập. Vậy thì hỏi nè, các bạn làm đủ chưa? Bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp, kiếp này thôi đừng kể bao nhiêu đời nữa, kiếp này thôi là các bạn tạo quá là nhiều nghiệp ác rồi. Các bạn chưa có ăn chay, các bạn vẫn tiếp tục tạo cái nghiệp sát sanh rồi, tiếp tục ăn mạng chúng sanh là tiếp tục tạo cái nghiệp sát rồi. Mà các bạn tu có chút xíu siêu thôi, có một vài năm, một ngày có 21 biến, chú đã biên 108 lại, mới có một vài năm thôi, mà trong khi cả cả bao nhiêu chục năm mình đã tạo ác tạo nghiệp. Đừng nói đời này, đời nhiều đời nhiều kiếp về trước đấy kìa, mình đã tạo tổn thương biết bao nhiêu chúng sanh rồi. Và bây giờ mới tu chút xíu là đòi hết khổ. Cho nên cái mình cần làm, các bạn hãy tha thiết tu tập đi. Và hãy tin tuyệt đối là chư Phật, chư Bồ Tát luôn ở bên con, luôn nghe con nói. Nhưng vì cái nghiệp lực của bạn quá nặng, Phật Bồ Tát không có can thiệp vào cái nghiệp lực của các bạn được. Nhưng nếu các bạn tu tập mà với một cái tâm là con muốn lìa khổ được vui, và con đem cái công sức của con, cái tịnh tài của con để con đi cứu vớt chúng sanh, cứu vớt những người kém may mắn hơn mình. Và con nguyện một đời này con phụng sự Tam Bảo, làm nhiều việc có ích cho chúng sanh. Các bạn hướng về chúng sanh đi. Các bạn đừng có nghĩ là tôi có 10 đồng mà bây giờ bắt tôi chia ra cả làng thì còn bao nhiêu đồng. Không có phải như vậy đâu. Nó sẽ công đức các bạn sẽ vô lượng vô biên rất là nhiều các bạn ơi. Nhiều lắm luôn. Cho nên đừng có lo là mình hết công đức.
và nhớ hồi hướng cho tất cả những chúng sanh còn đang gặp khổ nạn trong hư không pháp giới. Hồi hướng cho vãng sanh về thế giới cực lạc khi con dứt bỏ xác thân này. Rất là quan trọng nhé. Hồi hướng cho cha mẹ, hồi hướng cho mình, hồi hướng cho gia đình. Có, nhưng phải hồi hướng cho chúng sanh, hồi hướng về cực lạc. Thì các bạn mới lìa khổ được, vui được, mới dứt luân hồi sinh tử được. Còn các bạn mà tu mà các bạn ích kỷ quá, chỉ có cầu tiền tài danh vọng giàu có thôi, thì chắc chắn các bạn sẽ rất là khó đạt được cái mục tiêu của mình các bạn nhé. Ok. Không biết có ai có câu hỏi gì cho Vân hay không nè. Chị ơi, em đang có bầu, phải làm gì để hai mẹ con em được an lành, an lạc đây chị ơi? Nếu mà đang có bầu thì nên tụng kinh Địa Tạng nha. Tụng kinh Địa Tạng, tu tập tinh tấn hồi hướng công đức cho thai nhi của mình. Thai nhi của mình nó sẽ được hưởng, trong bụng mẹ nó cũng được hưởng. Lúc Vân mới biết tu là lúc Vân đang có bầu thằng con Út. Lúc đó mới bắt đầu biết tu. Thì Vân đi chùa liên tục mỗi tối và tụng kinh liên tục mỗi tối. Lúc đó là mê, không biết là mê công phu lắm, mê lắm, mê lắm. Thì cái thằng Út Vân ra nó khác hẳn hai thằng kia. Khác hẳn luôn. Rất là thông minh. Và nó sáng lắm. Khác hẳn lắm các bạn. Và nó từ bi lắm, nó hiền lắm. Nó hiền như cục đất vậy đó. Nhưng mà nó rất là thông minh. Nó khác hai thằng kia. Đi chùa nhiều, ăn chay niệm Phật, làm lành, làm tất cả các việc lành. Các bạn làm cái gì nó cảm được hết cái đó đó nha. Ok. Ai có câu hỏi gì không? Trong nhóm này cũng vậy nè, các bạn có câu hỏi hay là các bạn có muốn đóng góp gì không, cái sự ngồi nhiệm gì đó của các bạn để cho mọi người được lợi lạc. Cho Vân hỏi, ai ở đây tin 100% về cái sự màu nhiệm của Phật Pháp? Các bạn bấm giùm Vân số 1. 100% sự màu nhiệm của Phật Pháp. Có nghĩa là mình tu là mình có cầu ắt có ứng, có cảm ắt có được đó. Phật Pháp cứu mình đó. Chị ơi, theo đạo Phật thì ngày nào cũng là ngày tốt phải không chị? Bản thân Vân không biết đi coi thầy, coi bà hay là coi ngài, coi gì đó. Mua cái nhà thì cứ mua cái nhà thôi. Đi muốn đi đâu thì cứ đi thôi, chứ không có coi gì hết. Tại vì Vân biết chắc là ngày nào cũng là ngày tốt đối với Vân hết. Mở mắt ra là Vân nói là hôm nay là cái ngày tuyệt vời nhất đối với tôi. Vậy thôi. Và Vân có năng lượng cả ngày để Vân làm việc. Và Vân ngày nào cũng là ngày tốt đối với mình hết. Và nếu như cái chuyện gì đó mà nó đến với mình không tốt giống như ý mình muốn thì mình nói là hôm nay con cảm ơn ơn trên đã cho con một cái bài học. Tất cả cái gì đó đều là một cái bài học, một cái thử thách của mình hết. Cho nên yes, ngày nào cũng là ngày tốt. Cho em hỏi về ăn chay, nếu khi bạn bè mời đi ăn tiệc thì phải làm sao? Ăn trước ở nhà đi em. Chị ăn chay mười mấy năm rồi nè. Và chị đi tiệc, đi làm kinh doanh, chị đi tán lạng đồng binh hết, chị bay rất là nhiều nước, đi rất là nhiều chỗ. Người ta ăn mặn không đâu, ăn chay giống mình đâu. Và thường thì mình đem đồ ăn theo ăn. Thường thì Vân hay đem cái này nè các bạn. Cái này là đồ ăn của Vân. Cái này trong đây nó có cái protein boost, là cái chất ăn, thức ăn dinh dưỡng. Trong công ty Vân làm, thì Vân đem theo, Vân quậy với nước lạnh thôi. Nó là một bữa ăn, nó cho thằng Vân no 3 tiếng đồng hồ nha. Đó là tiện, sáng giờ chưa ăn, chưa uống, chưa có ăn gì nè. Vân làm một cái ly này rồi. Thì hoặc là mình đem những cái gì đó mình có thể ăn được, mình đem theo ăn. Ăn cơm xì dầu cũng được mà, ăn chay đâu có cầu kỳ đâu, đúng không? Ăn bún, ăn cơm xì dầu, ăn bánh mì thôi cũng được mà. Và Vân đã từng trong những cái cảnh đó, và Vân rất là vui, rất là an lạc khi mà Vân có thể vượt qua chính mình. Vì rất là nhiều thử thách ngoài kia, đặc biệt là khi các bạn còn kinh doanh, còn gặp đối tác, còn gặp người này người kia đó, là các bạn sẽ bị cám dỗ rất là nhiều. Có nhiều lúc họ nói những cái câu khó nghe lắm. Và có nhiều lúc mình đang ăn, nó gắp thịt, nó bỏ vô cái chén của mình đi á. Gắp thịt nó bỏ vô chén ngon lành gì đó, thử thách của mình đó. Bà ăn đi, bà ăn bà có chết tôi chịu cho. Bà ăn mà bà tội tôi chịu cho. Đó.
tôi thấy bà ăn tội nghiệp quá, bà làm như vậy rồi tiền để đâu cho hết, bà không ăn không uống gì rồi tiền để đâu cho hết. Thật sự ra cái chuyện của người ta là cái chuyện của người ta, cái chuyện của mình biết mình đang làm cái gì thì mình làm cái gì đó, cho nên là chuyện ăn uống không phải là cái vấn đề nha. Mình tìm cách đi ha, nếu mình đi ăn tiệc thì mình ăn ở nhà đi rồi mình hả đi. Vân vẫn còn đang sống ở đời mà, Vân vẫn còn đi ăn tiệc với gia đình với chồng mà, thì trước khi Vân đi ăn tiệc cưới thì Vân ăn một bụng no nê ở nhà rồi đi chơi với chồng thôi, đi đến đó dự tiệc thôi, cũng giống người ta thôi, chỉ có một cách là cái ăn uống của mình nó không giống người ta thôi, nhưng mình phải tìm cách cho chính bản thân của mình nha. Và cái gì cũng có cách hết. Em tin 100% nhưng em vẫn còn vô minh lắm à. Vô minh về cái gì em? Ok, chị ơi công phu. A Di Đà Phật chị ơi, khi em công phu em hay bị vọng tưởng rất nhiều. Có biện pháp nào để dẹp được vọng tưởng hay không? Thường thì Vân hay công phu to lên. Thứ nhất là to lên. Thứ nhì là Vân trì chú thật là nhanh thì cái vọng tưởng nó dễ ép, nó dễ không có đến được. Đó là cái cách Vân làm và nó có kết quả. Cô Vân ơi, sao con niệm Phật với trì chú bị hay đau đầu với khó chịu trong người, có cách nào khắc phục không ạ? Bạn Thanh Thanh không biết, có thể là trong người đang có dòng dòng linh nó đang phá mình, nó đang làm cho mình biết nó đang ở đây tồn tại nè. Mày làm tổn thương tao, bây giờ mày muốn tu thành người tốt hả? Muốn về cực lạc hả? Đâu có dễ đâu. Nó kiếm mình đó, nhưng năn nỉ hồi hướng, sám hối với nó nhé. Là Phật tử thì nên, thì khi lên nhà mới lập bàn thờ Phật thì có thờ tổ thổ công không ạ? Cảm ơn chị. Bạn Phạm Vương, cái đó Vân không biết vì Vân không có thờ cái gì ngoài và Tam Thánh. Tam Thánh có nghĩa là Phật A Di Đà, Quán Thế Âm, Đại Thế Chí và bàn cửu quyền thì có ngài Địa Tạng bên đó, và một cái bàn nhỏ vì tụi Vân còn làm ăn thì cái bàn nhỏ là ông Địa Ông Thần Tài, có bao nhiêu đó thôi. Cái ông Địa Ông Thần Tài thật sự ra là chồng Vân đem về chứ Vân cũng không có, mình phải nói là ông đã đi theo vợ chồng Vân cũng đã cả cả mười mấy năm rồi, cho nên là vẫn còn ổng ở nhà. Vì mình còn làm ăn, còn những cái khác thì xin lỗi em không có biết cho nên em không dám nói anh nhé. Em thật sự tin Phật pháp chị ạ, cuộc sống em thấy rất là màu nhiệm. Ok, cảm ơn bạn Thiên Nguyễn. Ok, trong Zoom mình có ai có câu hỏi hay là đóng góp gì không? Trong đây có một số bạn thiện nguyện nè đang làm việc với Vân về bên cái thỉnh mời vong linh đó, thì Vân xin mời bạn Hương Muôn. Hương ơi, em có cảm nhận như thế nào về khi mà vong nó vô nó cầu cứu em á, nó vô cái xác của mình, nó mượn cái xác của mình đó, thì em có cái cảm nhận là họ họ như thế nào, họ hoan hỷ họ đi, họ như thế nào đó, cái cảm nhận của em như thế nào? Chị mời em. Tức là em rất may mắn là thực sự là em ngồi em nghe chị nói là em cảm thấy rất hạnh phúc rồi, sự may mắn thì đến giờ phút này ấy, thì là em cũng luôn luôn cảm thấy cái là vi diệu từng lời nói của chị khi mà vong lên, tức là chị nói như nào họ nghe như thế, nhưng duy nhất chỉ có một cái vong như hôm qua là em cảm thấy nó rất chi là ghê gớm ám chị không nghe chị luôn. Còn tất cả những cái vong linh mà em làm ấy, em cảm nhận đều họ rất hoan hỉ và họ đi họ vui sướng lắm. Và còn cái vong hôm qua thì họ không nhất định, em cảm giác như là chị được coi coi chị không không đủ trình để đối với nó ấy. Thế thì sau khi mà thách thức chị thì cụ tác về thì nó lại sợ sợ, sau đó thì mới nghe đấy. Còn đến tất cả những cái mà cái câu mà chị nói là hôm qua là đưa những cái gì, có những cái mà em cảm nhận được rất chi là vi diệu, Như là cái gì? nhưng mà có một phép màu ấy, phép màu đến đấy, em cảm nhận được thế. Mà thì em thực ra em cảm nhận được cái này thì em rất chi mà em
tập tinh tấn thì em phải lấy cái đó ra để em tập chán với những cái gì mà chị đã giao cho em cái trách nhiệm, bởi vì thực sự ra là em thì mới biết về Phật pháp thôi, chưa biết, em mới biết nhưng mà em cảm nhận điều mà từng lời nói của chị với tất cả các vong linh khuyên là họ nghe luôn, họ nghe thì họ rất chi là mới đầu không nghe, sau khi khuyên bảo nghe luôn và đi rất chi là vui lắm. Có những chỗ họ cho em cảm nhận được rõ ràng những hình ảnh luôn, cho nên là em mong muốn là cái tinh là em rất chi là hoan hỷ và rất chi là vui. Cái điều này là em cảm nhận vui lắm. Em cũng cảm ơn ơn trên thì đưa chị đến với em cực kỷ huyền rất tổ thì em rất xin là hết đẹp mà nó quá vi diệu như một cái màu ấy chị ạ. Hương nói là cái ca hôm qua thì Vân không có thâu ra ngoài, nhưng mà nói sơ các bạn là biết bao nhiêu ca mình đã làm rồi. Giống như Vân nói, Vân có một cái nhóm ẩn, các bạn cũng có thể vô đó và các bạn nghe. Cái ca hôm qua là người cai quản âm binh cô hồn các đảng, khủng khiếp chưa? Cai quản bao nhiêu năm, bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp rồi, cai quản âm binh cô hồn các đảng. Thì khi mà Vân về mà Vân gọi hết tất cả mọi người đó, ngay cái làng đó đó, gọi hết tất cả mọi người về để được siêu đó, thì nó nhảy vô, nó nói là mày là ai, sao mà tới mày dám kéo người của tao đi, đi đâu và không, mày không có quyền. Và nó gay với mình, Ghê nó rất là dữ luôn. Và nó không tin những cái gì mình làm. Và nó nói là tao là cai quản ở đây bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp rồi, không có ai dám cãi lời tao hết, mà mày dám tới cái lãnh thổ địa bàn của tao mà mày giật người, lấy người của tao. hôm qua mà vốn tác không về là chị Vân cái đấy là em nghĩ là không thành công, bởi vì em cảm nhận được là cái ông ấy không nghe chị nói đâu. Hôm qua vốn tác không về là không thành công ca đấy. Và dĩ nhiên là mình làm biết bao nhiêu ca rồi, ca này là cái ca khủng khiếp nhất, khủng khiếp khủng khiếp. Và sau đó thì Vân Vân nói Bồ Tát Quan Âm mới cho Vân cái điển để Vân có thể làm được những chuyện này. Nó không tin, mày có giỏi mày gọi Bồ Tát Quan Âm xuống nói chuyện với tao nè, ghê chưa, mày có giỏi mày gọi Quan Âm xuống nói chuyện với tao, tao không tin mày và mày không có quyền kéo người của tao đi. Giống như là nó nói giống như là khủng khiếp lắm, mình giật người của nó vậy đó, giống như đại ca mà làm thứ dữ dưới đó mà. Xong cuối cùng Quan Âm về, Quan Âm giáo huấn cho người đó, thì cuối cùng là người đó ok và siêu hết âm binh cô hồn. Rất là mầu nhiệm các bạn ơi, khủng khiếp lắm, khủng khiếp lắm. Nhưng mà ok. Em có một cái cảm nhận nữa chị ạ, đó là tại sao mà khi họ gọi tất cả các vong linh đến thì sao em cảm nhận nó đến cho nó đông mà nó nhanh như vậy, em vẫn chưa biết được sao cái cõi âm nó gọi Cái mạng bên em nó nghe gọi đến chập chờn em đông. Hương hả? Cái mạng của em nó hơi chập chờn Tức là em cảm nhận được là những cái vong ấy ha. đến mà khi mà được gọi đến để đâu hàng nghìn người ấy, nghìn người mà sao họ gọi thế nào mà lại nhanh như vậy. Tức là khi chị bảo là bây giờ đi gọi đi, cái lúc mà em ngồi như này là người không còn mà bay đi, nó bay đi để nó gọi, cảm giác là thoát ra cái mà đã có người đến rồi. Bằng cái tưởng nó Ừ, đi, bằng cái nếu thức là với cái tưởng. cho em tưởng sao ấy, tức là khi chị bảo là bây giờ hãy đi gọi người đến đi thì là em ngồi như thế này là có lúc khi mà em ngồi được khoảng 1 phút thì là nó vong đến đầy nhà luôn. Và để mà cho các bạn biết là Vân với Hương không có quen biết gì hết, mới hai chị em mới đủ duyên. Hương ở Hà Nội, Vân đủ duyên về Hà Nội thì gặp quý vị này thôi.
tháng 3 vừa qua thì đủ duyên chị em gặp với nhau thôi. Và một số người nói chắc là Hương với Vân đang, một số người đang nghĩ là, hoặc là một số người đặt comment những cái câu rất là khó nghe là nó dựng chuyện đó ha. Hai đứa nó tương tác với nhau là lúc nào cũng thấy cái mặt con nhỏ này lên hết, dựng chuyện hay thiệt luôn á. Cho nên là các bạn ơi, nếu các bạn không tin thì các bạn đừng có coi những cái video này, tại vì Vân không có muốn các bạn mang nghiệp nha. Để, chị ơi, để em nói câu chuyện của em với chị gặp nhau để cho mọi người hiểu. Biết là em ở Bắc Giang chứ em không phải Hà Nội đâu. Hà Nội với Bắc Giang đi về 1 tiếng rưỡi nữa đến nơi. Tức là em khi mà em công việc của gia đình em ấy, nó gọi là bị chặn, gọi là cái lúc mà gọi là khó khăn đến ấy, thì em vào trong vạn em tìm, thì em vô tình em lại gặp được chị. Khi gặp được chị thì trong vòng đúng 1 tuần thì chị lại có lịch bay về nước, bay về Hà Nội. Thế là bằng mọi cách em phải tìm gặp chị. Khi ra Hà Nội gặp rồi thì chị cho em được siêu thoát 5 vong linh hay gì nhỉ em. Sau đó buổi hôm sau chị về chị Phương em vẫn về tiếp. Có nghĩa là có một cái gì thôi thúc em vẫn phải đi gặp chị. Và chỉ là vô tình hết thôi, không có một cái phân thì chị cũng có biết em đâu. Cho nên là chị thấy cứ tức là không biết gì cả, khi nào mình cần nói gì thì nói chuyện thôi, không có hỏi là em như thế nào cả, không có liên quan gì cả. Thế nhưng mà do cái duyên nên là cứ gần nhau hơn, chứ còn thì không có liên quan gì đến nhau về tất cả mọi thứ cả, chỉ Phật pháp đưa đến. Dạ, hôm qua em biết lý do tại sao em đến với chị rồi đúng không? Số mệnh. Đó, cho nên là các bạn, không phải ai cũng có thể làm được giống như Hương. Cho nên là Hương phát nguyện là giúp chúng sanh, cho nên mới gặp được Vân. Và khi gặp được Vân rồi thì hai chị em cùng hợp tác với nhau để làm. Không có những bạn cho mượn xác thì Vân cũng không làm được. Vì sao? Vân không biết quán tình của họ như thế nào để Vân có thể giải nhá. Cho nên phải có nhiều người phối hợp với nhau. Và nếu không có bạn Phú Xuân mà sắp lịch cho Vân thì Vân sẽ bị khủng hoảng, bị căng thẳng ghê gớm lắm. Tại vì một ngày không biết là bao nhiêu cú điện thoại, bao nhiêu tin nhắn cầu cứu. Vân đều bán cái của bạn Phú Xuân hết, đi kiếm Phú Xuân đi. Nếu mà đủ duyên thì kiếm ra được cô ta, còn không đủ duyên thì xin lỗi, tại Vân quá là nhiều việc bên này. Cho nên là mỗi người một việc, chứ không phải một mình Vân có thể làm hết các bạn. Vân chỉ có hai cái tay và là con người, chứ không phải là, nhưng vì mỗi cái tâm của các bạn là tâm sống vì chúng sanh, muốn giúp chúng sanh, muốn cứu chúng sanh, thì mấy cái tâm này nó mới gom lại với nhau để mà hoàn tất cái nhiệm vụ của mình. Đó là như vậy. Vậy rất là cảm ơn các bạn. Rồi còn ai có câu hỏi nữa không? Trước khi mình kết cái Zoom này nhé. Còn bạn nào có câu hỏi nữa không? Có một bạn nói là, câu hỏi bạn có một người bạn, vì nhắn khá là dài cho nên Vân gom lại có phải cái ý của bạn hay không nhé. Bạn của bạn làm nghề trồng rau sạch nhưng cũng vô tình làm mướn khoảng 20 người để mỗi ngày đi xịt thuốc trừ sâu để giết mấy con sâu bọ. Thì câu hỏi là quả báo của việc sát sinh vật, hiện tại công việc của bạn ấy cũng trục trặc, sức khỏe yếu. Ồ, cái này là câu hỏi hay là cái chia sẻ gì Vân không biết nha. Có nên làm nông nghiệp hữu cơ không? Nếu bắt sâu bỏ đi nơi khác thì có được không? Kính mong chị trả lời trên video để nhiều người biết đến, vì ở Việt Nam hiện nay đang phát triển mô hình nông dân hữu cơ. Trân trọng cảm ơn bạn. Ai có thể cho Vân biết hữu cơ là gì không? Mô hình hữu cơ là gì không? Các bạn trong trong Zoom ở Việt Nam có thể giải thích thêm cho Vân. Dạ em xin giải thích cái chỗ này cho chị Vân. Dạ, hữu cơ là tức là bây giờ quay lại cái cách hồi xưa mình dùng là không có dùng đến hóa chất đó chị. Dùng tức là ví dụ như là cái thuốc mà diệt sâu á, là mình giờ là thay vì là dùng các hóa chất của bên hóa học, các cái chất độc á chị, thì bây giờ người ta sẽ dùng là rượu nè,
gừng rồi những cái ngũ vị của mình ăn á, xong rồi họ ngâm ra xong thành một cái chất y như là một cái chất thuốc vậy á chị, thì họ xịt vô cái con sâu bọ đó thì một là nó bỏ đi, hai là nó cũng bị chết. Đó là về cái cách, và họ không có dùng phân hóa học mà họ sẽ dùng những cái cây cối đồ họ ngâm cho mục ra xong họ làm phân đó chị, Có đó nghĩa gọi là là nó hữu vẫn cơ. chết. Dạ, nó cũng có số chết và có số bỏ đi, nói chung là Đỡ hơn. Nó đỡ hơn. là có là nó là cũng là để đuổi ấy. Dạ, Ok. nó đỡ hơn là để không có bị hại cho con người, nó là đúng chung quy là nó không có hại cho con người, là vì cái hóa chất nó không có biết cái hai cái tác dụng phụ ấy. Ok, Đó rồi là như cảm ơn vậy. em. À, câu trả lời của Vân nha, theo cái ý của Vân hiểu. À, bạn này không có biết Phật pháp thì cũng rất là khó để làm cái này. Nhưng nếu ai đó mà biết Phật pháp mà tin tuyệt đối 100% Phật pháp đó, thì đây là cái cách mà Vân có thể khuyên các bạn làm nè. Và Vân đã làm được nè. Giống như trong nhà mình đó, nó hay có những cái con gián, những con kiến nhỏ nhỏ đó. Thì Vân, đây là cách mà Vân học của từ Hòa Thượng Tịnh Không á. Thì Vân nói là Bồ Tát kiến ơi, Bồ Tát gián ơi, xin quý vị hãy dọn ra khỏi nhà tôi, để tôi sẽ cho thức ăn ở ngoài để cho quý vị có thể ăn, nhưng mà đây là cái chỗ sinh hoạt của gia đình tôi, thì xin quý vị hãy dọn ra khỏi nhà tôi để không có ai làm tổn thương quý vị hết. Thì tự nhiên Vân nói vậy cái nó đi hết à, không hiểu tại sao luôn. Nhưng mà có một số bạn đang hành trì cái này, đang làm giống như Vân và nhắn tin cho Vân: chị Vân ơi, có kết quả, em cũng làm giống như chị và nó work, có nghĩa là nó có kết quả. Cho nên là bạn thử nói chuyện với bạn của bạn coi, có thể không tin đâu vì người này không biết Phật pháp, nhưng mà cũng thử nói chuyện đi nha. Tại vì Vân nghe được cái bài này là từ Hòa Thượng Tịnh Không, nói là đi hoằng pháp ở đâu đó, thì trong một cái phòng hòa thượng ở, thì trong cái phòng tắm đó, khi hòa thượng vô chuẩn bị tắm thì rất là nhiều gián, rất là nhiều kiến và gián đầy hết trong phòng. Thì hòa thượng nói: chết rồi, như vậy nếu mình tắm mình xả nước thì sẽ tổn thương đến họ, và họ sẽ bị chết, không bị chết vì nước nó xả xuống. Thì ngài mới nói là: tôi cho quý vị 1 tiếng đồng hồ, quý vị dọn chỗ khác, đi chỗ khác để cho tôi có thể tắm, vì tôi không muốn tổn thương quý vị. Bồ Tát kiến ơi, Bồ Tát gián ơi, ta cho các vị 1 tiếng đồng hồ để các vị dọn đi chỗ khác, vì ta muốn tắm mà không muốn làm tổn thương quý vị. Xin quý vị quan hỷ giùm tôi nhé. Thì ngài lặp đi lặp lại 3 lần như vậy. Thì 1 tiếng đồng hồ sau ngài trở lại thì cái khán phòng đó không còn một cái con gì hết. Màu nhiệm không? Cho nên là làm cái gì làm nó cũng phải chết. Nhưng mà nếu mà nó chết với cái gì đó, với cái tay của mình, công nông nghiệp hay gì đó, thì nó vẫn là chết. Thì mình không muốn chuyện đó xảy ra. Cho nên mà bạn có thể thử cách đó nha. Chị ơi, em không có thời gian trì chú đi đứng nằm ngồi, có thể trì được không? Được em. A Di Đà Phật chị ơi, cho em hỏi, em tu được mấy năm rồi nhưng sao năm nay em không biết bát hương nhà em. Thí dụ bát hương thổ công hay bát hương bát em, và thậm chí cả bát hương Phật nữa bị cháy, thì em không biết bát hương cháy vì em công phu không thấy cháy, nhưng tối về thì bát hương bị thơm thở tức không cháy hết. Chị có thể cho em biết lý do tại sao không? Xin lỗi, Vân không có thể trả lời câu này nha. Vân không biết, vì Vân không có rõ là có thể bạn bất cẩn gì, có thể khi mình công phu có cái cây nhang của mình thắp nó quá là nó sâu xuống, hơn cái chân nhang mà đã cháy rồi, thì khi mình vô tình thì nó ngấm ngầm chút xíu cái lửa đó, thì mình khi mình đi rồi thì nó sẽ cháy cũng có thể, hoặc là cái gì đó Vân không biết nhá. Đây là cái câu chuyện có thật của Vân. Vân thờ bàn thờ của bên chồng, bên bên má chồng Vân, bên chồng Vân đó là ông ngoại, bà ngoại, ông nội, bà nội và cậu cậu của chồng, bên chồng.
Thì có một lần á là đám giỗ ông ngoại mà má chồng Vân không có xuống được, mà má chồng Vân ở riêng và Vân thờ, Vân cúng kiến này kia. Thì má chồng Vân nói là con ơi, con nấu cơm rồi cúng kiến rồi tụng cho ông ngoại một thời kinh A Di Đà, má không xuống được vì mắc mấy đứa nhỏ, coi con cho em chồng Vân. Thì Vân nói là má ơi, không xuống được cũng phải xuống thắp một cây nhang đi, cố gắng thắp một cây nhang đi chứ ông ngoại buồn lắm, con sẽ làm trọn bổn phận con. Nhưng mà nếu má không xuống thì ông ngoại sẽ buồn. Và má cố gắng nha má, tại vì đám giỗ của ông ngoại. Thì má nói má cố gắng nhưng mà má nghĩ không xuống được. Thì lúc mà Vân đang tụng kinh á, tự nhiên đang tụng kinh, thắp nhang nó tắt, thắp nhang nó tắt. Ở đang tụng kinh tự nhiên cái bạn cái ảnh của ông cái ảnh của ông rớt xuống một cái rầm. Rớt xuống một cái rầm vậy đó, tự nhiên không có ai đụng không gì hết. Có nghĩa là gì đó Vân không biết, nhưng mà Vân chỉ biết là nếu như họ chưa có siêu thì họ cũng cảm được những cái con cháu mình đang làm. Buồn chứ. Và nếu như mà cái gì đó họ họ nếu bên bàn Phật thì Vân không có chắc, nhưng bên bàn vong mà các bạn cảm thấy cái gì đó nó bất thường á, là có thể là ông bà mình đang muốn cho mình một cái tin nhắn gì đó, Vân không biết. Nhưng mà đó là cái câu chuyện của Vân nhé. Em rất muốn chườn chai niệm Phật, em đã nghĩ tới việc đó rất nhiều lần nhưng đến giờ em vẫn chưa làm được chị ạ. Còn vọng tưởng nặng, em chưa buông bỏ được nên mỗi lần trì chú là tâm em tán lạc không thể tập trung vào, không biết phải làm sao. Vân cũng không biết làm sao câu hỏi đó nha. Các bạn cố gắng nha. Các bạn muốn thì bạn làm được thôi. Thật sự như chưa muốn đủ thì các bạn không làm được thôi. Lúc mà Vân ăn chay đó là gia đình Vân cản, cực kỳ cản luôn, chồng cản nè. Nguyên cả gia đình bên chồng cản, tất cả mọi người xung quanh đều cản, nói là trời ơi nó còn trẻ mà bày đặt ăn chay mà bày đặt mới ghê chứ. Bày đặt ăn chay và mỗi lần dọn ra thì hai ba mâm như vậy coi có được hay không. Vân vẫn ăn. Vẫn ăn các bạn, Vân vẫn vượt qua chính mình, Vân vẫn làm những chuyện Vân cần làm. Yes. Cái tâm của mình thật sự muốn hay không? Nếu mình thật sự muốn thì mình sẽ có cách nhé. Em cảm ơn, cảm tạ chị Vân, em nghe đến đâu mà em nghe đến đâu lông chân tay em nó dựng đứng lên hết. Trời ơi, ghê vậy. Lông chân tay mà dựng đứng lên hết, nghe chị đến đâu nó dựng đứng lên hết. Chị xem video và hiểu ra nhiều lắm, mong đủ duyên để gặp Vân. Chị muốn đủ duyên để gặp em thì chị đang gặp em nè. Còn ngoài đời thì không biết chừng nào mới gặp được. Em trai em bị thiểu năng trí tuệ từ nhỏ. Em biết không hiểu nha, không hiểu cái câu này nha. Biết đến khi nào mới đủ duyên gặp em. Đủ duyên sẽ gặp. Nói chuyện với con vật ở đâu Vân? Các bạn nói chuyện với con vật ở đâu? Các bạn muốn thì các bạn muốn nói cái gì đó. Các bạn có tin là những con vật nó có cái linh ứng không? Có cái cảm của nó không? Thậm chí cái cây nha, để nói cho nghe cái cây nha, mà vẫn nghe được tiếng người nha. Mẹ của Vân, đây là câu chuyện Vân cũng đã từng kể rồi, nhưng mà kể lại cho các bạn nghe nè. Cái cây cũng nghe nha. Mẹ Vân đi đi thăm em trai của Vân, đi nuôi đẻ cho em dâu đó. Thì mẹ đi một tháng trời, về cái cây cối nó buồn, nó héo hết trơn. Trời, cái ba ba Vân nói chặt nó đi. Cây khế kêu chặt nó đi. Đâu có còn gì nữa đâu, nó héo queo, héo quách à. Mùa này nó đâu có trái đâu mà ăn. Và cái cây này nó cũng già lắm rồi. Thì mẹ Vân mới nói là uổng quá, bao nhiêu năm trời mình chăm sóc. Thì mẹ Vân ra, mẹ Vân nói chuyện với nó. Nó thôi nè Khế ơi, cái này mình hơi khó tin nha, nhưng mà có thật nha. Rồi Khế ơi, thôi bây giờ á là cố gắng ra trái để tôi đem trái cúng dường Phật nè. Chứ mà sống mà không có ra trái thì người ta sẽ chặt mình đó, người ta sẽ giết mình đó, tại vì mình không có còn làm lợi ích cho người ta nữa. Nhưng mà bây giờ thôi nè, làm lợi ích cho Phật đi. Cố gắng sống cho thật tốt rồi cố gắng ra trái để tôi đem trái này tôi đem cúng cho Phật thì gì cũng có lợi ích. Thế tự nhiên cái mùa sau nó ra trái xum xê hết.
lạ đời chưa. À mẹ con nó không biết nói làm sao luôn, nhưng mà con rắn cũng vậy, mẹ Vân trồng vườn, các bạn thấy cái vườn của mẹ Vân rồi đó, rắn nó cũng vô, xong mẹ Vân lấy cái thùng, mẹ Vân bắt nó bỏ vô thùng, mẹ Vân đi tụng kinh cho nó, à, thôi nè nghe thời kinh này rồi đi, à, đi siêu đi, à, trốn chỗ nào đó chứ đừng có chạy ra như vậy, người ta gặp người ta đánh chết đó, người ta gặp mà chạy vòng vòng như vậy này người ta sẽ giết chết. Thì bây giờ đã bị quy y Phật, quy pháp, quy tăng cho rồi, sám hối cho nè, rồi niệm Phật cho nè, rồi kiếp sau đó, là về với Phật, hoặc là thành người mà tiếp tục tu tập nha, đừng có bị đọa làm đòi súc sanh nữa nha. Thì mẹ Vân đem tuốt xa 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 đằng đâu đó không biết nữa, mẹ Vân thả nó, thả nó cái tự nhiên qua ngày hôm sau thấy nó trở về nhà lại, thấy nó trở về nhà mẹ Vân lại, và nó bỏ xác, nó chết luôn ở trước cửa nhà mẹ Vân luôn. Ngộ không? Có nghĩa là nó nghe được đó, nó giải được cái nghiệp rắn rồi đó, nó giải được cái nghiệp rắn, nó đúng lúc đúng duyên mà gặp mẹ Vân, quy y pháp, quy Phật pháp tăng rồi sám hối rồi, niệm Phật rồi hồi hướng nó về cực lạc, rồi tự nhiên nó chạy ngược về nhà, mà thả nó sao mà chạy ngược về nhà và giống như là cảm ơn vậy đó, cảm ơn rồi bỏ xác ngoài giường luôn đó. Hay không, nghe hết đó. Nhà em cũng có ba, có kiến, có kiến. Khoảng nhiều hả? Vậy là em áp dụng Phật pháp nên em nói chuyện với kiến. Kiến ơi, mi đừng tới nhà tôi nữa, đừng cắn mẹ ta, ta không muốn giết ngươi đâu. Vậy là nhà em, bữa đó cũng thông, cũng thấy ít hẳn đi, không vô hàng ngày như trước đây nữa. Nhiệm màu ạ. À. Em trai em bị thiếu năng trí tuệ, từ nhỏ phóng sanh hàng tháng 2 lần. Em có thể sinh hay sinh thai em trai em để giảm nghiệp không ạ? À? Có nghĩa là em đang gặp cái nghiệp và em muốn thế em để giảm nghiệp, thì em nên thay thay thế người em trai mình. Dạ, tôi tên gì họ gì, tôi thay thế em, tôi tên gì họ gì đó, để sám hối tất cả các oán nghiệp đời này và nhiều đời nhiều kiếp em trai tôi đã lỡ gieo trồng, vì vô tình hay cố ý em trai tôi đã làm tổn thương quý vị. Thì hôm nay xin quý vị tha lỗi cho em trai tôi, và tôi nguyện làm tất cả các công đức để hồi hướng cho em, để em có thể nhẹ đi cái nghiệp này được em. Nhưng những gì em làm em sẽ có 6 phần công đức, và em trai em sẽ có 1 phần công đức, cho nên mình cần làm phải thật nhiều công đức để hồi hướng cho em nhé. À, chị ơi cho em xin nghi thức tụng kinh A Di Đà, đăng lên tu tập an lạc như mọi, để mọi người cũng được theo chị. Công thức tu tập nó nằm trong cuốn Nhật Tụng á em, chị đã trả lời câu hỏi em rồi nè. Kinh A Di Đà tất cả các chùa đều có hết, quý vị có thể vô chùa quý vị thỉnh nha, tại cái kinh Nhật Tụng nó rất là dày, và khi mà Vân chụp hình thì nó không có rõ, vì nó có cái sóng của kinh đó, nó không có rõ kinh, cho nên là quý vị muốn kinh A Di Đà chùa nào cũng có hết, ở đâu có chùa là ở đó có kinh A Di Đà, các quý vị có thể vào đó để thỉnh nha. Và nghi thức tụng niệm hoặc là kinh Nhật Tụng đều có, nghi thức tụng niệm đều nằm hết trong đó hết. Bạn này đã hỏi Vân mấy lần rồi, Vân đã trả lời rồi, vẫn còn hỏi tiếp nè. À, ăn chay kỳ là 1 tháng mấy ngày vậy chị Vân? Ăn chay kỳ là ngày mùng 1, ngày 14, 15, 20, 20 mấy đó, 23, 29 hoặc 30. Đó là những ngày ăn chay kỳ nha. Chị em muốn vào nhóm tu tập an lạc thì làm sao chị? Em đang ở trong nhóm tu tập an lạc mà em. Em đang nói nhóm tâm linh hả? Em đang trong nhóm tu tập an lạc mà, em đang coi trực tiếp với chị là em đang trong nhóm nha. Nhà chị cũng nhiều dáng và không biết ngồi nói ở đâu. Chị ơi chị nói ở đâu nó có thể nghe được nha. Nhà chị có nhiều dáng thì chị nói lúc mà con dáng nó ở đó thì chị nói chuyện với con dáng đi. A Di Đà Phật, chị ở trước đây em vô tình chưa biết Phật pháp, em đã bỏ thai nhi vì sảy thai nữa, nên giờ biết tới Phật pháp em thấy có lỗi và muốn các thai nhi của em theo mẹ Quan Âm, theo Phật Di Đà, nhưng tu lực của em chưa tốt nên cảm ứng với bọn trẻ, chưa cảm ứng với bọn trẻ, em đều theo dõi video thỉnh dòng linh và yêu cầu
và mong cầu mẹ con em đủ duyên gặp chị. Chị có thể giúp thai nhi của em được siêu ạ. Có rất là nhiều người liên lạc với Vân về cái câu này. Em với bạn đủ duyên đó, thì các bạn nhắn riêng cho Vân nhé. Thì Vân sẽ cộng các bạn vào cái nhóm tâm linh, liên lạc qua Facebook nha. Vì ở trong YouTube rất là nhiều bạn nhắn tin cho Vân, nhưng mà YouTube thì Vân không có biết làm sao để giúp các bạn. Nhưng mà trong Facebook á, bạn nhắn riêng cho Vân thì Vân sẽ để các bạn vào nhóm tâm linh, có một cái nhóm tâm linh chuyên cho những bạn nào thật sự tu tập nha. Thì trong đó sẽ có Phú Xuân, có một số bạn giúp Vân để làm việc này, và Phú Xuân sẽ giúp các bạn sắp xếp lịch khi nào có thể gặp Vân, vì Vân vẫn còn cơm áo gạo tiền, vẫn còn đi làm đó các bạn, cho nên chưa có toàn thời gian được. Và Vân những ngày nào nghỉ, những ngày nào mà không bận thì Vân mới làm ha. Ok, rồi mình sẽ chấm dứt tại đây nhé. Vì ok, Diễm đã để những cái ngày chai lạc vô đó, các bạn coi nhé. Thank you Diễm. Ok các bạn, mình cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã theo dõi chương trình Facebook Live trực tiếp, cũng như xem lại, cũng như bên YouTube. Và Vân rất là mong muốn các bạn làm sao để tu tập, để được tìm được an lạc trong đời này và giải thoát giác ngộ trong đời sau. Cố gắng lên cả nhà nhé, ai cũng có thể làm được hết nhé. Chuyển cái nghiệp của mình để rồi mình có thể cứu độ những người khác nữa. Đi về cực lạc không phải một mình mà mình sẽ cứu, mình sẽ rủ thêm rất là nhiều người để đi cùng nữa. Vân có nghe một cái video của Hòa Thượng Tịnh Không, lâu lắm rồi, không biết hồi nào, lúc mà mới tu, chập chững biết tu đó. Ngài nói là nếu như quý vị mà độ được một người vãng sanh thì quý vị là Bồ Tát. Quý vị độ được hai người vãng sanh thì quý vị là Phật rồi, không phải là con người nữa. Đó, cho nên là quý vị mình có thể đem nhiều người theo với mình, với điều kiện mình phải là cái người đi trước, phải là cái người tu tập trước, an lạc trước. Mình phải là cái tấm gương để cho những người khác noi theo. Mình không thể nào kêu người ta tu mà mình không tu, kêu người ta làm mà mình không làm. Mình là cái tấm gương đi trước, và sau đó những người xung quanh cảm được cái tâm của mình, họ sẽ bắt đầu đi theo mình. Và lúc đó thì mình đi đâu họ sẽ đi đó. Mình tu, mình hướng về cực lạc thì họ sẽ hướng về cực lạc và cùng đi với mình các bạn nhé. Đó là những cái mà Vân chia sẻ ngày hôm nay. Mời các bạn chắp tay lại và hồi hướng công đức nhé. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về cực lạc. Nam mô Tây phương Cực lạc thế giới Đại từ Đại bi A Di Đà Phật, Đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Tát đại chứng minh. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều, và hẹn gặp lại vào video kỳ sau nhé. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại.